Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư Linh Đan Anh Ly 1800-848-9145 Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 -8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, À, không gì khủng khiếp bằng khi mà một cái chuyến đi à, nghỉ mát lại trở thành một cái nỗi à, kinh hoàng và bây giờ những người trong gia đình này phải có thể sẽ phải bị giam giữ một cái nơi mà họ không thể ngờ tới và đối diện với cái bản án có thể lên đến 12 năm tù thì sự việc này á là nó xảy ra với một cặp vợ chồng ở Oklahoma vào hôm 22 tháng 4 tức là mới hôm thứ hai vừa rồi thì người vợ tên là à, Valentra Watson đã trở về được ở phi trường Oklahoma khi mà người ta đến ngay cả đài truyền hình rồi xong rồi gia đình con cái hai đứa con của cô này ra mừng nói chung là rất là xúc động và cô khi cô trả lời cô cũng nói là cô những tưởng rằng không bao giờ cô trở lại đây được thì cái chuyện gì đã xảy ra như vậy thì nó là hồi đầu tháng 11 đầu tháng 4 vừa rồi thì hai vợ chồng cô cùng với chồng mình là Ryan Watson cùng với một nhóm bạn nữa uh, đi uh, giống như là đi um, uh, tổ chức cái cái sinh nhật của một nhóm bạn đó ở cái vùng gọi là Turks and Caicos, Turks and Caicos là nó thuộc cái quần đảo Caribbean oh. uh, cách um, Florida Miami Florida đó là khoảng chừng uh, là mấy trăm dặm á, uh, thì khi mà hai vợ chồng tới đây họ có thời gian rất là vui hình ảnh chụp lên nói chung là rất là vui vẻ cho đến ngày mà họ Trở ra phi trường để đi về lại Mỹ đó Thì lúc ở ngay phi trường đó Thì những nhân viên an ninh Họ tìm làm sao Trong cái hành lý của hai người này Nó còn sót lại mấy viên đạn oh. Ờ mấy viên đạn Nghĩa là trong cái quá trình đến đây Thì họ có đi săn bắn như thế nào ừ, không biết ừ. Mà có thấy mấy viên đạn Thì vì mấy viên đạn đó mà họ Bị bắt, bị bắt giữ ở lại Bởi vì ở cái khu vực mà Thurs and này Là họ nghiêm cấm Cái chuyện mà tàn trữ À, vũ khí ừ. thì đạn dược coi như là vũ khí và cái luật của họ càng ngày càng gắt gao hơn. Nếu như mà bị buộc tội đó thì những người mà tàn trữ đạn như vậy có thể bị phải 12 năm tù. Thì lúc đó hai vợ chồng này bị giữ lại và thẩm vấn. Xong rồi cô vợ đó là trở được trở về Mỹ được thai ra trở về Mỹ là sau 11 ngày ở đó nha. Ừ. Nhưng mà riêng người chồng đó thì vẫn còn bị à, giam giữ ở đó. Nói là ngày hôm qua ngày thứ ba thì đáng lẽ ra là anh sẽ được ra giống như là cái phiên phiên điều trần đầu tiên ở nơi này nhưng mà họ lại hoãn lại không biết đến lúc nào. Thì bây giờ khi mà trả lời cô vợ nói rằng là bây giờ không có thể nào nghĩ được là chuyện gì sẽ xảy ra nữa bởi vì cái luật pháp bên đó khác, luật ở bên Hoa Kỳ khác rồi bây giờ cái công ăn việc làm của người chồng coi như là cũng bị gián đoạn không biết bao giờ trở về cho nên là họ vừa kêu gọi cái sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ rồi một mặt thì họ lên để họ mở một cái giống như một cái quỹ GoFundMe của những người gia đình bạn bè của họ mở lên để quyên góp cái tiền để là thực hiện cái cuộc mà gọi là giống như là đi tìm pháp lý cho cái người đàn ông này Ryan thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta sẽ phải cảm thấy nó quá là khủng khiếp đúng, đúng không tại sao từ đi chơi mà cuối cùng lại trở thành là một cái tai họa như vậy à, cả hai vợ chồng đều nói rằng là họ không hề nhớ không hề biết tại sao mà còn lại sót lại mấy cái viên đạn ở nằm trong một gọi là trong một cái túi mà nó nằm sâu ở dưới cái cái, cái ba lô cái hành lý của họ mà những người nhân viên ở phi trường đó họ nói là họ tìm rất là kỹ mới ra được những cái viên đạn đó đó thì đó là cái sự việc mà từ đây đi những cái vùng mà ngoài nước mỹ ở những cái vùng đặc biệt thì chúng ta phải cần phải cẩn thận trong cái hành trang của mình là như thế à, có nhiều người đó như là mình nếu mà mình nói à, chung quanh mình đó thì nhiều người đi Việt Nam về và nhiều khi à, trong cái vali của mình hay là trong sách tay của mình đó à, chúng ta đã cần biết rằng là mang đồ ăn vào trong nước Mỹ nhất là trái cây hoặc là cái gì có thịt đó thì thịt gà thịt heo thịt bò thì nó sẽ bị cấm và nhiều khi cái sẽ bị phạt nữa nhưng mà nhiều lúc chúng ta vô ý chúng ta uh, ăn mà nó còn sót lại trong vali mà nhiều khi ra tới phi trường đó mà bị uh, bị phát hiện ra đó thì chúng ta cũng đối diện với lại nhiều cái mà nguy cơ là bị uh, vào sổ đen của uh, những người nhân viên kiểm tra nè à, ở đó rồi nhiều khi chúng ta bị theo dõi coi là lần tới mình đi về đó hành lý mình sẽ bị xét kỹ càng hơn vân vân thì đó là những cái mà chúng ta nên để ý như là cặp vợ chồng này có thể là sau khi đi săn bắn về thì vài viên đạn còn sót lại rồi không chịu không chịu coi cho cái càng rồi làm để bị bắt như vậy. À, ngày hôm nay có một bản tin là hôm qua nha cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã phát hiện ra một số sữa sữa tươi bán ở trong một vài ngôi chợ có nhiễm vi khuẩn H5N1 cúm gà. Thế thì à, FDA nói thế nào khi mà họ tìm thấy Tàn dư còn sót lại của H5N1 ở trong một vài những cái bình sữa bán ở một vài ngôi chợ. Thì họ nói rằng là mặc dù là tìm thấy như vậy nhưng mà nó cũng không có nguy hiểm. Tại vì tất cả sữa bán ra ở chợ đã đều đã đi qua cái tiến trình nó gọi là à, thanh lọc cũng như là tiêu diệt vi khuẩn. Nhưng cũng có thể còn sót lại nhưng mà những cái vi khuẩn đó nó không có còn hoạt động có nghĩa là nó không có thể lây lan ra nữa, vẫn có thể tốt, vẫn có thể an toàn để mà uống. Tuy nhiên, họ sẽ bắt đầu chú trọng hơn đến cái việc trứng gà. Trứng gà cũng phải sẽ phải xem uh, xét nghiệm để coi có trứng gà nào bị nhiễm khuẩn cúm gà hay không, hoặc là họ có sẽ dùng những cái phương pháp để trứng nó chạy qua những cái tia uh, gọi là hồng ngoại gì đó để mà tiêu diệt những cái vi khuẩn có ở trong trứng đi nữa. À, FDA từ từ lâu rồi đã khuyến cáo mọi người rằng là không nên uống sữa tươi. Sữa tươi ở đây có nghĩa là từ con bò vắt ra rồi mình múc ra mình uống luôn. Thí dụ như vậy. Nhưng mà ta nói ngon lắm á. Ta nói ngon. Còn sữa mà bán trong những cái bình một ga lông, nửa ga lông hay những cái chai lon hộp giấy này kia mà trong chợ mình thấy mình mua rồi đó, thì những cái sữa đó đã đi qua cái tiến trình thanh lọc vi khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn rồi thì không sao. Nhưng mà uống sữa tươi mà lúc mà con bò lấy ra vắt sữa ra mình uống liền đó thì đó, đó là không nên, tại vì trong con bò có thể là con bò đã bị nhiễm bệnh, cái vụ mà cúm da cầm H5N1 này đó Nó làm cho tám trang trại nuôi bò ở một vài tiểu bang của Hoa Kỳ đó khốn đốn, là tại vì họ phải mang cái con bò bị bệnh đó đi tiêu tiêu hủy, họ phải mang sữa của con bò đi đi, đi tiêu hủy, hoặc là những cái gì mà liên quan tới con bò bệnh đó là phải đi tiêu hủy hết. Cho nên phải có báo cáo, phải có con số của con bò đó, con bò đó số A359 thí dụ vậy đi thì con bò đó là phải, là phải đi tiêu hủy. Thế thì trong thời gian sắp tới người ta đang tìm coi là có cái sự gọi là liên hệ nào giữa bò, heo, gà ở trong cái tế bào của con heo thì nó tương tự như là cái tế bào mà nó có vài phần nó giống như là tế bào của con người. Nếu mà cúm da cầm H5N1 mà nó lây qua heo Thì con heo nó có thể lây qua người à, Nhưng mà hiện tại thì chưa lây qua heo Cho nên chúng ta không có lo lắng Nhưng mà họ nghĩ rằng là nếu mà cái con vi khuẩn H5N1 này Mà nó lây qua tới heo thì lúc đó chúng ta nên báo động Chúng ta nên có tìm cách để mà ngăn chặn cái, cái, cái cúm này Cho nên giờ phút này thì FDA nói rằng là trứng và sữa Chúng ta mua ở chợ đều an toàn hết Mặc dù là họ tìm thấy có bằng chứng ngày hôm qua là trong sữa có cái vi khuẩn đó nhưng mà vi khuẩn đó nó là inactive, có nghĩa là nó không có còn hoạt động được, nó không có lây lan được. Đó, cho nên chúng ta cũng bớt lo lắng. À, như, như vậy thì à, vẫn có thể đi Costco ha, mua trứng rồi mua sữa, không sao hết. Đi Costco và nhớ nhìn bảng giá để xem cái những cái giá trên đó cái nào là được <laughs> sale nhiều à. À, vâng vâng. Ngọc Lan nói ngày hôm qua đó <laughs> thì ngoài cái giá bình thường ra ha 99 mươi là trái bình thường không chấm chấm chín phía sau dạ. là chấm 99 đó là bình thường ừ. rồi nếu mà chúng ta thấy chấm 97 là cái này nó có cái gì đây dạ, rồi giá. 97 mà còn ngôi sao thì nó phải là Đạ. có cái ý nghĩa gì ừ. đây Số 7 mà có ngôi sao ở phía trên đó à, là coi như là hàng đã bán xong hết rồi là còn, hết luôn á hoặc là hai số đằng sau nó giống nhau không không tám tám hay là tám tám ừ. thì đó là những cái món hàng đặc biệt của cái tiệm đó hoặc là của tiệm đó mà thôi còn những tiệm xung quanh khác thì không có đúng rồi đó cho nên rồi. cái đó là thêm một cái để chúng ta suy nghĩ nữa ờ, khi mà nhìn thấy những cái bảng giá này lại khi mà mình nhìn thấy bảng giá phía sau là kết thúc bằng số 9 mà ở ngay dưới đó lại có cái ngày nữa nha có để cái ngày nhỏ à, nhỏ có nhỏ, ngày nữa thì sẽ biết rằng là ờ có thể là trong sắp ngày, vài rồi. tuần là sẽ sắp có sale, có giảm giá. <laughs> thì đó là những cái điều, điều để mà mình nhớ để đến khi mình đi mua đồ mình sẽ dễ dàng mua, mình biết ờ thấy bảng giá tự nhiên thay vì ờ, 5 đồng 99 tự nhiên cái là năm năm đồng chẳng luôn, không không là biết ồ, ờ, cái tiệm này là nó bán cho hết đó, là ừ. cái riêng cái tiệm đó họ sale thôi. Còn thấy là kết thúc bằng số 7 thì biết rằng là đã giảm giá đến rất rất là nhiều Trời ơi. và vừa số 7 mà vừa có ngôi sao ở trên nữa có nghĩa là mua đi bởi vì sẽ không còn nữa. <cười> <cười> Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.